Ngày thứ bảy, Đức Maria, người nữ của sự thinh lặng. Đức Maria là một người nữ quy hướng về Thiên Chúa, nhưng không tách biệt khỏi con người, khỏi cuộc sống và lịch sử của nhân loại. Mẹ sống trong sự thinh lặng vì mẹ luôn chú tâm lắng nghe lời Chúa và lời của con người. Sự thinh lặng làm cho mẹ có khả năng lắng nghe và phân định để nhận ra giữa vô số những lời nói đó, lời nói nào là thực sự quan trọng. Bình giải của cha bề trên cả. Nhưng tại sao Đức Maria lại là người nữ của sự thinh lặng? Trước hết, bởi vì mẹ là người nữ không nói nhiều lời. Trong tin mừng, mẹ chỉ nói 4 lần. Khi mẹ nhận ra sứ thần truyền tin, khi mẹ cất lên bài ca Magnificat, khi mẹ tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ, và khi mẹ hiện diện ở tiệc cưới Cana miền Galilee. Rồi sau khi nói với những gia nhân tại tiệc cưới, hãy lắng nghe chỉ một lời quan trọng. Mẹ đã thinh lặng mãi mãi. Nhưng sự thinh lặng của mẹ không phải là sự vắng mặt của lời nói hay là sự trống rỗng của tiếng ồn. Đó cũng không phải là kết quả của một sự khổ hạnh điềm tĩnh đặc biệt. Thay vào đó, nó là vỏ bọc thiêng liêng của một sự hiện diện. Vỏ bọc của một sự trọn vẹn, một cung lòng lưu giữ lời. Một trong những câu kết của thư gửi tín hữu Roma trưng dẫn cho chúng ta hình ảnh Chúa giải về sự thinh lặng của Đức Maria. Câu đó nói về Đức Giêsu Kitô như là sự mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa. Đức Kitô mầu nhiệm được giữ kín, bị che giấu trong bí mật, hiểu theo nghĩa đen là được giấu trong sự thinh lặng. Nói cách khác, ngôi lời Thiên Chúa trong cung lòng vĩnh cửu được bao bọc trong sự thinh lặng. Khi nhập thể trong dòng lịch sử, Ngài không có được một khăn bọc, và Đức Maria đã treo cho Ngài khăn bọc đó bằng sự dâng hiến chính mình cho Ngài. Câu chuyện kinh nghiệm của sự thinh lặng. Một vị khách đến gặp một vị ẩn tu trong tu viện và hỏi, thưa ngài học được gì từ cuộc sống trong thinh lặng của mình? Vị ẩn tu đang kín nước từ giếng liền nói với vị khách, hãy nhìn xuống giếng, anh thấy gì? Vị khách nhìn xuống giếng và nói, tôi không thấy gì cả. Sau một lúc trong sự hoàn toàn tĩnh lặng, vị ẩn tu nói với vị khách, giờ hãy nhìn xem, anh thấy gì dưới giếng? Vị khách vâng lời nhìn lại rồi trả lời, bây giờ tôi thấy chính mình, hình ảnh tôi phản chiếu trên mặt nước. Vị ẩn tu nói, anh thấy không, khi tôi bỏ chiếc thùng xuống giếng, nước bị khuấy động. Nhưng giờ mặt nước yên lặng, đó chính là kinh nghiệm của sự thinh lặng, con người thấy được chính mình. Chứng từ của Diego Genes. Xin chào. Tôi tên là Diego Genes. Tôi xin gửi đến mọi người lời chào tới Asunción, thủ đô của Paraguay, một đất nước nhỏ bé thuộc Nam Mỹ, nhưng lại có sự hiện diện sống động của Salesian. Tôi được mời chia sẻ trong tuần 9 ngày kính mẹ phù hộ, và đây thật sự là một niềm vinh hạnh cho tôi. Câu chuyện về đời sống Salesian của tôi thực tế bắt đầu từ khi tôi mới sinh, vì tôi được sinh ra ở nơi rất gần với công cuộc Salesian đầu tiên tại Paraguay. Thời đó, gia đình tôi rất sùng kính mẹ Maria phù hộ các giáo hữu và thánh Gioan Bosco. Cha tôi và ông tôi là cựu học sinh của trường Salesian đó. Ơn gọi của tôi bắt đầu từ cuối năm trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp được một năm, tôi đến Mexico tham dự Đại hội Cựu học viên Salesian. Khi tôi ở thành phố Tlaxcala, Mexico, tôi đã quyết định rằng tôi muốn gắn bó với gia đình Salesian và làm việc với Hội Cựu học viên Salesian.
Vì thế, tôi trở thành thành viên của Liên đoàn Cựu học viên quốc gia. Sau một vài năm, tôi trở thành phó chủ tịch và sau đó là chủ tịch Liên đoàn Cựu học viên ở Paraguay. Tôi luôn cảm nhận niềm vinh dự được làm việc gần gũi với Hiệp hội Cựu học viên Thế giới trong vai trò là một sinh động viên của vùng châu Mỹ năm 2004 và năm 2005. Tôi kết hôn với một cựu học viên Salesian là Claudia, người vợ yêu quý của tôi, và các con của chúng tôi cũng là những cựu học viên Salesian của Đức ông Lasagna. Thông điệp mà tôi gửi đến các bạn đó là tôi đã được Đức Don Bosco thu hút ngay từ khởi đầu những kinh nghiệm Salesian của mình, từ sân chơi, tình bạn, cách các Salesian dạy học, tất cả những hoạt động thể thao và tất nhiên là âm nhạc. Tôi thật sự rất mê âm nhạc. Và rồi từ đó, câu chuyện Salesian của tôi tiếp tục diễn tiến. Và tôi có thể nói với bạn rằng, ơn gọi là một điều gì đó bạn làm với cả trái tim mà không mong đợi được nhận lại. Tình yêu chính là chìa khóa, là thứ kết nối tất cả mọi người làm việc ở những cấp độ khác nhau trong gia đình Salesian. Thánh Kính Đức Mẹ là một thời gian đặc biệt đối với tất cả chúng ta, là những thành phần trong gia đình Salesian. Đây như một điểm dừng thiêng liêng để tất cả chúng ta có thể trở về. Tháng 5 là thời gian để chúng ta trở về với Đức Maria, mẹ chúng ta, bà giáo của chúng ta, người mà luôn làm tất cả cho chúng ta như Don Bosco vẫn nhắc nhở chúng ta. Vì thế, tôi muốn mời gọi các bạn trong suốt thánh kính mẹ này. Hãy luôn tin tưởng vào mẹ. Hãy trở về nhà trong tinh thần và hãy làm mới lại cam kết của bạn với mẹ. Điều mà rất cần thiết cho chúng ta là những người giáo dân. Vâng. Chúng ta là những tín hữu và chúng ta phải trở nên muối cho đời. Nền giáo dục Salesian đã để lại cho chúng ta một di sản thiêng liêng vô cùng tuyệt vời. Vì thế, chúng ta hãy phát huy tối đa di sản này và cống hiến điều tốt nhất của chính chúng ta. Tôi xin gửi đến các bạn tâm tình của một trong những bài hát Salesian mà tôi rất thích ở Paraguay. Đó là Don Bosco, chúng con sẽ ở lại với cha cho đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tôi rất vui khi được chia sẻ những điều này với các bạn. Phó thác cho mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, người nữ của sự thanh lặng, xin dẫn chúng con trở lại nguồn cội của sự bình an, chịu hậu quả của sự ồn ào. Chúng con muốn che giấu những bất an trong tâm hồn bằng những lời nói bất tận của chúng con. Xin giúp chúng con hiểu rằng chỉ khi chúng con giữ thanh lặng, Thiên Chúa mới có thể nói. Lạy mẹ Maria, người nữ của sự thanh lặng, xin dẫn chúng con vào trường của mẹ. Xin giữ chúng con tránh xa khỏi sự ồn ào, nơi chúng con có nguy cơ làm chính mình chóng mặt và lạc lõng. Xin gìn giữ chúng con khỏi những tin tức vô bổ, khiến chúng con điếc với tin mừng. Xin thuyết phục chúng con rằng, chỉ trong thanh lặng, những điều tuyệt vời trong cuộc sống mới chín mùi, đó là sự đổi mới, tình yêu, sự hy sinh, cái chết. Một điều cuối cùng chúng con muốn cầu xin mẹ, lạy mẹ dấu yêu. Như Đức Kitô trên thánh giá, mẹ đã kinh nghiệm sự thanh lặng của Thiên Chúa. Xin mẹ thương nhìn đến chúng con trong giờ phút thử thách. Amen.